Vâng, chào anh em đã có mặt tại kênh của Cường. Chúc mừng anh em, đây là một bộ sập gỗ lim gala đang được thợ hoàn thiện mộc. Thì sau đây Cường sẽ quay chi tiết về cái mặt mộc để giới thiệu đến anh em về, thứ nhất là chất gỗ lim gala là một này, vân gỗ lim gala là hai này, và kích thước quy chuẩn của nó là ba này. Thì đầu tiên Cường xin giới thiệu đến anh em bộ này có kích thước là dày vào 14,5 anh em nhé, rộng vào đi 2,2 và dài là 2,47. Đây thì anh em hãy xem Cường quay chi tiết cái vân của nó. Thì thực sự là bộ lim gala này là một bộ đồng vân anh em nhé. Đây anh em hãy xem là cái đồng vân mà Cường làm hai tấm ghép lại với nhau. Thì được, Cường sẽ quay chi tiết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới để anh em nhìn thấy là cái kiểu đồng vân nó như là bộ này đồng vân, anh em nhìn thấy nó rất là đẹp. Ghép vào ở giữa kia anh em tưởng tượng nó như là một cái trái tim ấy, như là một con đại bàng, hoặc là anh em nhìn nó như là một cái lọ, một cái bình tài lộc. Đấy, anh em Cường sẽ quay để anh em xem có một cái nhìn là tứ chiều luôn, để anh em nhìn một cách là tổng thể và đẹp nhất. Thì như nói về cái chất liệu của gỗ lim gala thì anh em biết là nó là vô cùng cứng, nó cứng như đá ấy, anh em ạ. Đây, Cường quay cái ở đầu cho anh em xem đây. Khi nó cứng quá thì bắt đầu là nó dẫn đến hiện tượng là lẻ răm. Thì bây giờ thì bộ này nó cũng quá khô rồi, cũng không còn độ lứt của nó nữa, nên là Cường mới cho làm. Đấy thì anh em hãy xem một cách là chi tiết như này nhá. Cường quay đây là mặt mộc, Cường chả giấu cái gì đó rồi. Đây anh em nhìn này, hai tấm ghép lại với nhau là nó ra. Đấy, đây. Cường quay này, đấy anh em nhìn này. Đấy, nó như là cái bình ở giữa, bình tài lộc đấy. Đấy, nếu anh em nào mà thấy chia sẻ của Cường mà thấy hay, có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của Cường. Hãy chia sẻ cái video này cho Cường đến những ai mà đang tìm hiểu về gỗ lim gala cũng như là tính chất của gỗ, thì hãy đăng ký vào kênh của Cường để Cường có thể chia sẻ anh em biết nhiều điều hơn. Như bộ gỗ lim gala này Cường sẽ hoàn thiện lên giới thiệu anh em để anh em có một cái nhìn rõ ràng hơn về gỗ lim gala cũng như tính chất của nó. Thì gỗ lim gala này thì Cường phải khẳng định là nó cứng, bề mặt nó cứng mà nó rất là, chất gỗ nó là đanh. Đanh nhưng mà mình nó lại khác với tính chất của gỗ ấy, gỗ lim Okan anh em nhá. Đấy, kiểu như là gỗ gala ấy anh em, gỗ gala thì là nó rất là đẹp rồi, lim gala thì cũng vậy thôi. Đây anh em nhìn này, Cường xịt sạch các thứ đi tăng lại xong rồi Cường sẽ hoàn thiện lên để anh em có một cái nhìn rõ ràng hơn, chi tiết hơn từ lúc mục cho đến lúc hoàn thiện, để anh em có một cái nhìn cũng rõ ràng và chi tiết nhất về gỗ lim gala. Anh em hãy theo dõi thật kỹ cái video này của Cường chia sẻ anh em nhé. Đó, đây Cường sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đây anh em nhìn cái vân gỗ đây này, đây vân gỗ sâu gió mà anh em nhé. Đó, đây thì Cường cũng chia sẻ luôn tất cả cái bề mặt vân của nó. Khi bộ này mà đánh lên thì vân gỗ sâu gió này thì rất là đẹp anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy, Cường nói đấy, ở giữa kia chắp lại nó, anh em hình dung nó như là quả tim cũng được, hoặc là như cái lọ bình hoa cũng được. Đó, thì một số anh em điện đến hỏi Cường bảo làm lim có độc hay không, thì Cường cũng xin chia sẻ luôn là làm lim là nếu mình làm trực tiếp nhúc mộc như này, người có nghĩa cởi trần hoặc là mặc một cái áo đông xuân ấy, thì là nó thẩm thấu lên nhau thì nó sẽ là độc, mình sẽ cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà khi mà mình bây giờ mình phải sơn phủ BU các thứ để bảo vệ mặt gỗ, mà ngủ thì mình lại ngủ qua một lớp chiếu hoặc lớp đệm gì đó, thì mình cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Nên là anh em hoàn toàn khỏe anh em nhé, chứ không có lặng mình hay như nào đâu. Lặng mình là do các cụ trước kia, các cụ làm thẳng cái lưng của mình xuống gỗ thôi, nên nó mới gọi là lặng mình. Đó, đây anh em nhìn này, Cường quay chi tiết anh em xem cái mặt của nó này. Phải nói là bộ này vân của nó thì không chê vào đâu được, và chất gỗ rất là rắn. Nếu anh em thấy chia sẻ của Cường mà thấy hay, có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của Cường. Hãy chia sẻ cho Cường cái video này đến những ai mà đang tìm hiểu về gỗ lim gala hoặc tìm hiểu về sập gỗ nguyên khối, để anh em có một cái nhìn rõ ràng và chi tiết nhất về sập gỗ nguyên khối cũng như là tính chất nhận biết gặp sập gỗ nguyên khối nó là như thế nào, để anh em không bao giờ bị mua nhầm về gỗ cũng như là chất liệu của gỗ. Cường khẳng định luôn bộ này là bộ sập gỗ lim gala anh em nhé. Nếu anh em chưa biết về gỗ lim gala thì hãy đăng ký vào kênh của Cường. Hãy comment cho Cường, hãy chia sẻ những ý kiến của anh em về gỗ lim gala để anh em cùng học hỏi ở kênh của Cường. Nguyễn Văn Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.